Hôm nay mình sẽ đưa tới cho mọi người một mẫu bàn tay của một nữ hiệu trưởng sinh năm 1969, đó là tuổi Kỷ Dậu. Hôm nay mình sẽ xem bằng bàn tay trái. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều bạn thắc mắc là tại sao ông thầy này lại xem bằng tay trái mà không phải là tay phải. Thì đây là cái phương pháp riêng xem tay của mình. Nó rất là chính xác. Bình thường trong các sách xem chỉ tay thì người ta thường nói là nam tay trái, nữ tay phải, đúng không? Đấy. Nhưng đây ngược lại, khi ta xem tay, muốn xem một cách chính xác, ta phải xem cái bàn tay nào ấy, nó có nhiều đường chỉ nhất, nhiều nét rõ ràng nhất thì mới đưa ra một cái kết luận chính xác được. Đấy. Các bạn có thể tự chiêm nghiệm ở chính hai bàn tay các bạn, hai bàn tay trái và bàn tay phải. Tất cả các đường chỉ nó sẽ không được gọi là chính xác hay là chuẩn xác 100% hay tương đồng như nhau đâu. Sẽ có một cái bàn tay các đường chỉ nó nhiều hơn, nó đậm hơn, nó rõ nét hơn, và một cái bàn tay thì nó lu mờ hơn và nó không có rõ nét. Vì thế muốn xem chính xác, ta phải xem cái bàn tay nào có nhiều đường chỉ nhất và rõ nét nhất. Mình cũng không muốn dài dòng nữa, mình sẽ phân tích luôn để mọi người xem đây. Tại sao bàn tay này lại được làm hiệu trưởng và lại được giữ chức lãnh đạo cấp quản lý trên nhiều người? Chắc hẳn phải có yếu tố nào đó chứ. Cái điều mình ấn tượng nhất trong mẫu bàn tay này đó là bàn tay hình chữ nhất. Mình khoanh nó đây. Người sở hữu bàn tay chữ nhất, mình đã chia sẻ ở rất nhiều video khác rồi, sẽ là người bảo thủ, cố chấp. Đấy, một khi họ đã quyết định làm cái gì thì sẽ làm cho bằng được thì thôi, đố ai mà ngăn cản được. Nếu bàn tay chữ nhất mà rơi vào một bàn tay có lương tâm, bàn tay của người tốt, thì họ sẽ luôn luôn đi theo cái đúng, luôn luôn làm theo chính nghĩa và sẽ mang lại nhiều giá trị tốt cho xã hội. Còn người sở hữu bàn tay chữ nhất mà lại rơi vào một bàn tay của người xấu, không có lương tâm, thì họ luôn luôn hướng bản thân vào cái xấu, không bao giờ biết buông tha ra và sẽ tạo ra nhiều cái điều xấu ảnh hưởng đến xã hội. Đại loại là như vậy. Thì mẫu bàn tay này đây, bàn tay hình chữ nhất, đó là đường tâm đạo chập với đường trí đạo lại là một đây. Tâm đạo này, trí đạo này cũng chập lại là một. Là người cương quyết, mạnh mẽ, quyết đoán, thẳng thắn đấy, và hơi bảo thủ. Nhưng cái sự bảo thủ của họ là theo con đường đúng đắn. Bởi vì màu sắc bàn tay rất là tươi sáng, hồng hào, kèm theo các ngón tay rất là thẳng. Mọi người thấy không? Các ngón tay rất là thẳng, đầy đặn, không mập quá, không gầy quá, khép lại rất là chặt. Cũng sẽ thể hiện là người cương trực, tính cách thẳng thắn, luôn luôn đi theo cái đúng. Và chính vì thế mẫu bàn tay này có thể cầm quyền được và hiện tại đang giữ chức hiệu trưởng. Và mình nhìn thấy mẫu bàn tay này sẽ còn thăng tiến nhiều nữa trên những cái con đường kinh doanh làm ăn sắp tới. Nhưng có một điểm yếu của người sở hữu bàn tay chữ nhất, đó là phần lớn 8 đến 90% những người nữ giới hoặc nam giới sở hữu bàn tay chữ nhất sẽ khá là chuyên chuyên lận đận trên đường tình cảm hôn nhân vợ chồng. Nếu vợ chồng họ có chung sống được trọn vẹn thì cũng rất là khắc khẩu, rất là mâu thuẫn. Trong lòng bàn tay này cũng thể hiện rõ điều này luôn, cái mình khoanh tròn đây. Mọi người có thể nhìn vào đường chỉ hôn nhân để nhận biết rằng cuộc hôn nhân của họ có thực sự hạnh phúc không và có được tốt đẹp hay không. Đường chỉ hôn nhân của mẫu bàn tay này nó hơi cong xuống này. Đấy, và một cái lại cong lên này. Rất là mờ, không có rõ nét. Nếu mọi người tinh mắt thì có thể nhìn thấy. Đây là mình đồ thêm, mình vẽ thêm để cho mọi người thấy rõ hơn hơn. Mọi người thấy không? Đấy, hai đường chỉ nó rất là mờ và không có rõ nét. Đó là dấu hiệu vợ chồng tình cảm hời hợt, dễ xung khắc, dễ bất đồng xảy ra. Nói chung là cuộc sống hôn nhân sẽ gặp khá nhiều trục trặc. Đấy. Nhưng mẫu bàn tay này lại không có dấu hiệu nói là hôn nhân phải đổ vỡ. Vì thế cắn răng chịu đựng, mình nghĩ cũng sẽ chịu được thôi. Đây là một cái yếu tố xấu mặt khác của đường chỉ tâm đạo hình chữ nhất. Hầu hết ai cũng phải trải qua, ai cũng phải chịu phải nếu mà sở hữu hình chữ nhất trong lòng bàn tay. Ta sẽ đi phân tích theo các đường chỉ khác. Đó là đường chỉ trí đạo đi. Đường chỉ trí đạo chập lại với đường chỉ tâm đạo tại là một. Đấy, đường chỉ trí đạo đây. Cái điểm kết thúc của nó là
dưới gò thái âm. Đấy. Rồi rừng. Mà cái vị trí gò thái âm này nó rất là hồng hào tươi sáng nhé. Mọi người thấy không? Cái cạnh bàn tay này rất là hồng hào quanh năm. Xuân, hạ, thu, đông, trời nóng hay là trời nắng hay là trời mưa đều là hồng hào tươi sáng. Đây là một nét quý tướng rất hiếm. Rất hiếm nhé, mình nói rất hiếm. Sở hữu ở trong các bàn tay rất hiếm. Chắc cả trăm bàn tay thì mới có 2-3 người mới sở hữu cái cạnh bàn tay mà hồng hào như vậy thôi. Và cái đường chí đạo lại kết thúc ngay ở chạm vào gò thái âm, sẽ thể hiện là người xử lý cân phân, biết trước, biết sau, đối nội, đối ngoại rất tốt, ăn nói rất là khéo léo, và trí tuệ của họ cũng rất là thông minh, khôn ngoan. Chính vì thế họ mới giữ được chức hiệu trưởng chứ, mới quản lý được nhiều người chứ. Bởi trong một cái môi trường tập thể, nếu mà giữ được cái chức lãnh đạo thì cái đầu óc của họ phải như thế nào đó mới đạt được cái chức vị như vậy. Nhưng cũng có một cái điểm xấu trên đường chỉ trí đạo này, mọi người thấy không, xuất hiện cù lao này. Đấy, hình hạt gạo đây, cù lao đây, sẽ thể hiện là người dễ mắc các bệnh về phần đầu, đau đầu này, huyết áp này, các chứng bệnh về phần đầu này, kèm theo đó các chứng bệnh về mắt này, cận thị này, đau mắt này, đau đầu này, hoặc viêm xoang gì đó. Đấy. Hết sức lưu ý về bộ phận đầu mắc các bệnh. Đấy. Thì đây là một cái điểm trừ trên đường chỉ trí đạo này đây. Nhưng mà nhìn chung lại thì ta thấy đường chỉ trí đạo này khá đậm, rõ nét. Đấy. Thì cộng trừ lại cái điểm tốt, cái điểm xấu thì đường chỉ trí đạo này được đánh giá khoảng 8 điểm. Và ta cũng không thể nào bỏ qua, đó là đường chỉ sinh đạo. Cái mình khoanh đây, mọi người thấy điều gì đặc biệt ở đường chỉ sinh đạo này? Đường chỉ sinh đạo này được đánh giá là một đường chỉ sinh đạo khá tốt. Bởi vì trong 3 đường chỉ chính, sinh đạo, trí đạo, tâm đạo, thì đường chỉ sinh đạo của người này rất là đậm, rất là rõ nét trong 3 cái đường chỉ đó. Sẽ thể hiện là người có chất lượng cuộc sống rất là tốt. Đấy, kinh tế cũng rất là khá, kèm theo đó sức khỏe cũng rất là sung mãn. Đấy. Và ngay đầu đường chỉ sinh đạo, mọi người thấy không, có mấy đường hướng lên đây này, nó chạy lên gò mộc tinh, sẽ thể hiện là người có tính cầu tiến rất là cao. Đấy, tham lam, tham công tiếc việc, luôn luôn biết phấn đấu vì sự nghiệp. Một khi đã cắm đầu vào công việc, làm một cái nhiệm vụ gì đó mà chưa hoàn thành, chưa xong thì họ sẽ chưa nghỉ đâu, có khi quên ăn quên ngủ luôn đấy. Họ sẽ làm mọi việc cho tới khi xong xuôi thì thôi. Luôn luôn là người hướng về công việc, biết tận tụy tận tâm và là người sống có trách nhiệm. Vì thế đường công danh của người này còn phát triển nữa, kinh tế tài lộc còn đi lên nữa. Những người nào mà có tính cách lười biếng thì gần như là đầu đường sinh đạo này này, ít có những cái đường chỉ hướng lên này lắm, hướng lên gò mộc tinh. Và ngay trên đầu đường sinh đạo này, cái điểm bắt nguồn cũng có rất nhiều vết cắt đây. Rất nhiều vết cắt, nhưng mà nó rời rạc ra, nó không trụm lại một chỗ. Thì đây cũng nói là thời trẻ, mẫu bàn tay này sẽ rất nhiều chông gai, lập nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, cũng chứ không phải là sinh ra trong con nhà quyền quý, quyền chức, hay là đã có ô dù sẵn, hay là có đã có bệ phóng sẵn. Vì thế là xuất thân cũng vất vả. Chính vì thế đường sinh đạo bị cắt giai đoạn đầu, nhưng mà cái đường cắt nó không trụm lại, nó cũng chỉ là rời rạc thôi. Kèm theo đó, chạy theo một quãng thì ta thấy đường chỉ sinh đạo giai đoạn này đây, không có đường chỉ cắt ngang nào nữa. Đó là thời điểm từ ngoài 35 tuổi đổ ra, thời vận của họ bắt đầu là công danh là tốt, sẽ gặp nhiều may mắn, ít chướng ngại và có sự thăng tiến vượt bậc. Mọi người thấy không, vì cái khu vực này này rất là đậm, rất là rõ nét, và gần như là không có một cái vết cắt lớn nào cả. Đường công danh của họ sẽ thăng tiến phát triển rộng thênh thang từ năm 35 tuổi đổ ra. Kèm theo đó xuất hiện mấy đường chỉ tài đạo nữa. Đấy, một đường chỉ tài đạo này, 2 đường chỉ tài đạo này, đấy, 3 này, 4 này, mọi người thấy không? Đây là những đường chỉ tài đạo hướng lên trên đường chỉ lên các ngón tay. Đấy, nó phát nguồn từ đường chỉ sinh đạo, sẽ là người làm ra tiền, kinh tế lúc đó của họ sẽ gặp được nhiều may mắn tốt, đầu tư cả bên trong, đầu tư cả bên ngoài. Đấy, rồi đầu tư về mảng đất đai, bất động sản nữa. Bởi vì tại sao mình biết người này có lộc về bất động sản? Cái mình khoanh tròn, mọi người thấy không, có một cái đường chỉ nó hướng lên
Đấy, nó chạy ở dưới ngón tay đeo nhẫn cưới một đường chỉ này, thấy không? Đây là người có lộc về đất đai bất động sản nhé. Đầu tư đất đai bất động sản sẽ tạo ra nhiều giá trị lớn đấy này. Đấy. Cái mốc thời điểm mà nó ứng ở khu vực này, nó có thể bắt đầu từ ngoài 40 tuổi nó ra, là tay này bắt đầu có lộc về kinh doanh này, đầu tư bên ngoài này. Và ta quan sát kỹ về cuối đường chỉ sinh đạo, cái mình khoanh tròn đây. Đường chỉ về cuối sinh đạo cũng rất là đậm nhưng có nhiều nhánh rễ. Đấy, nhưng mà cái khoảng này thì nó nói là sẽ đau ốm bệnh tật nhiều. Xa lắm, chắc phải ngoài 70 tuổi cơ. Cái bốc này khoảng 70 tuổi. Đấy. Cẩn thận các chứng về xương khớp này, đau lưng này, thần kinh này. Đấy. Hết sức lưu ý những cái căn bệnh như vậy nhưng mà còn khá xa. Đấy. Phải từ ngoài 70 tuổi cơ. Nhưng mẫu bàn tay này được đánh giá là mẫu bàn tay tuổi thọ khá là cao. Bởi vì kèm theo đó là thấy cổ tay rất là đậm này, mọi người thấy không? Và nếu ta để ý kỹ thêm một lần nữa, ta có thể thấy cái biên độ của đường chỉ sinh đạo rất là rộng. Mọi người thấy không? Cái biên độ của nó rất là rộng. Nó bao trùm hết gò kim tinh của người này rất là rộng. Sẽ thể hiện là người có khát vọng lớn, mãnh liệt, rất là năng động trong cuộc sống và tham vọng của họ rất là lớn. Những người nào mà nhút nhát này, e dè này, không có mạnh dạn này, thường sẽ có cái biên độ của cái đường sinh đạo rất là hẹp như thế này đấy. Đấy, mọi người hãy ước chừng đấy, cái gạch đỏ đấy, đấy sẽ là người có đường sinh đạo mà cái biên độ nó hẹp quá này, không có khát vọng này, ít có khát khao này, rồi làm cái gì cũng hời hợt này, rồi không có cố gắng này, và cuộc đời của họ hay gặp nhiều thất bại này. Còn người nào mà sở hữu đường chỉ sinh đạo màu xanh này, nó rộng như chủ nhân của mẫu bàn tay này đây, sẽ thể hiện là người khát khao này, mãnh liệt này, năng động trong cuộc sống này, và sẽ gặt hái được rất nhiều thành công này, bởi vì cái tính năng nổ và quyết liệt đó. Đây là một điều mình muốn chia sẻ để cho mọi người biết rõ, nắm rõ cái quy tắc khi xem đường chỉ sinh đạo này. Và chạy song song đường chỉ sinh đạo chính, ta cũng thấy có mấy cái đường phụ, một đường phụ này, hai đường phụ này, ba đường phụ này, bốn đường phụ này. Đó là dấu hiệu chủ nhân của mẫu bàn tay này hay nhận được sự ủng hộ từ người trong gia đình cũng như là từ người ngoài. Mọi quyết định, mọi hành động hay là mọi công việc của họ, khi bắt tay làm cái gì, họ luôn luôn được sự ủng hộ từ rất nhiều phía, từ trong gia đình của họ cũng như là người ngoài. Đấy. Còn những người nào mà thân cô thế cô, tự thân lập thân, thì gần như là trên đường chỉ sinh đạo chính. Và chạy kèm theo đó sẽ không có một cái đường chỉ sinh đạo phụ nào, hay là những cái đường chỉ nó chạy kèm, chạy song song trên gò kim tinh này đâu. Đấy. Và cũng có một cái dấu hiệu nữa, rất nhiều bạn hay hỏi mình: thầy ơi, ở cạnh bàn tay của tôi tự nhiên có một cái đường chỉ nó chạy cắt ngang qua. Đấy, ví dụ như là cái dấu hiệu này đây, của chủ nhân mẫu bàn tay này đây, cái mình khoanh tròn này, một đường chỉ cắt ngang qua thì nó sẽ báo hiệu cái điều gì? Rất nhiều bạn hỏi mình vấn đề này nhé. Thì hôm nay nhân tiện video này đây, mình cũng xin trả lời luôn. Người sở hữu dấu hiệu cắt ngang ngay cạnh gò thái âm, tức là cạnh bàn tay, sẽ là người nên đầu tư xa, hùn hạp xa, hoặc đi làm xa thì sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn. Họ ở ngoài Bắc thì họ có thể đầu tư trong Nam hoặc những tỉnh thành khác, hoặc đầu tư với những bạn hàng xa thì sẽ gặt hái được nhiều thành công, hoặc di chuyển sống xa nhà, xa quê hương thì cũng dễ thành công hơn. Đây là một cái dấu hiệu tốt chứ không phải là một dấu hiệu xấu đâu. Rất nhiều bạn hay lo lắng về cái vấn đề này, thì hôm nay mình xin giải thích rõ ràng để cho mọi người có thể biết là như vậy. Và cũng có một cái đường chỉ đặc sắc nữa mà nãy giờ mình chưa chia sẻ với mọi người, đó là đường chỉ định mạng, hay còn gọi là đường chỉ số phận. Cái điểm xuất phát của nó là ngay cận sát cổ tay luôn. Đấy. Nó chạy lên tới đây này, mọi người thấy không? Nó chập lại với đường chỉ sinh đạo là một. Và khi tới đây thì nó rẽ là mấy đường, một đường này, hai đường này, ba đường này, rất nhiều đường này, mọi người thấy không? Đấy. Người sở hữu đường chỉ số phận hay là đường chỉ định mạng mà nó thẳng rõ nét sẽ là người thẳng thắn, rõ ràng. Người sở hữu cái dấu hiệu này trên lòng bàn tay, nó sẽ như là một cái la bàn hướng dẫn con người ta đi theo con đường đúng đắn và không bao giờ bị sa ngã hay làm theo con đường xấu. Nếu ai mà cho họ tiền để
nhờ họ để đánh đổi làm những việc ác, việc xấu, hại đến người khác, chắc chắn họ sẽ không bao giờ đánh đổi. Đó là một cái nét đặc biệt, ưu điểm của người sở hữu đường chỉ số phận thẳng, đậm, rõ nét. Đấy. Kèm theo đó, về cuối, mọi người thấy không? Nó chia ra rất nhiều nhánh. Người mà chia đường chỉ số phận, cái giai đoạn kết thúc thành nhiều nhánh như thế này sẽ là người họ có rất nhiều năng lực, họ có thể làm nhiều mảng một lúc để kiếm tiền. Làm trong nhà nước này, đầu tư mảng ngoài này, nhiều mảng khác, có nhiều nguồn thu khác nhau để tạo ra lợi nhuận, tạo ra kinh tế. Thì chủ nhân của mẫu bàn tay này cũng đã đặt lịch xem bên mình cũng, và cũng đã xác thực với mình là hiện tại đang làm đầu tư rất là nhiều mảng, kinh doanh rất là nhiều mảng bên ngoài nữa. Và kinh tế của mẫu bàn tay này chắc chắn sẽ rất là khá, tài lộc sẽ rất là dồi dào. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Bạn nào thấy video thật hay, hữu ích hãy nhấn cho mình một nút đăng ký để mình có thêm thật nhiều động lực nữa, tạo thêm nhiều video hay nữa để chia sẻ đến cho mọi người. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.